Hey, chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với Cooking Game của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi mới thật là Cooking Game cho các em. Trò chơi mang tên Cookie Cake Pop. Trong trò chơi này anh cùng với các em chúng ta sẽ cùng làm những chiếc kẹo thật là thơm ngon cho các em. Bây giờ chúng ta cùng play game. Đó, trong trò chơi này người ta sẽ hướng dẫn chúng ta từng bước để thực hiện tiền món ăn nha các em. Đó, chúng ta sẽ sử dụng thìa. Chúng ta xúc bột nha. Cho xúc vào đây nè. Và chúng ta sẽ cùng trao trộn hỗn hợp lên nha các em. Rồi. Đổ sang cái bát màu xanh nè. Mở tủ, cho vào tủ lạnh. Đóng tủ lại. Khay nha các em. Và chúng ta cùng cho những chiếc bánh này. Vậy này nào. Lại tiếp tục cho vào tủ lạnh nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu dán thịt bò nha các em. Nóng lửa cho chảo đây nào, cho một chút thịt bò vào. Chúng ta cùng máy đeo nữa nha. Bây giờ chúng ta đã được một hỗn hợp bò chất lỏng rồi. Sẽ đổ vào chiếc bát màu hồng. Lấy nguyên liệu mà chúng ta vừa làm cho bằng thời cho tủ lạnh ra nha. Chúng ta sẽ làm 4 cây kẹo. Đó, như vậy là chúng ta đã làm xong chiếc kẹo cake pop rồi đó các em. Chúc các em chơi vui vẻ trò chơi này nha. Và ở nhà nếu có điều kiện thì các em hãy cùng làm để tặng cho bố mẹ của chúng ta nha các em. Xin chào tất cả các em và hẹn gặp lại các em trong các trò chơi lần sau. Xin chào.